Những hình ảnh chân thực về chiến tranh chính là thông điệp mạnh mẽ nhất để phản đối chiến tranh. Nó thậm chí có thể là sứ giả của hòa bình, làm thay đổi lịch sử. Câu nói của phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam Tim Page đã nói lên ý nghĩa của những phóng viên này. Họ đã bám trụ tại miền Bắc Việt Nam trong suốt những năm chiến tranh. Đây là những người đầu tiên mang tới cho thế giới sự thật trần trụi của cuộc chiến Mỹ gây ra tại Việt Nam. Tháng 6 năm 1973, 16 phóng viên của 9 quốc gia đã tới khu giải phóng Quảng Trị theo lời mời của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Những phóng viên thường trú tại miền Bắc khi ấy không chỉ có những phóng viên của các nước xã hội chủ nghĩa như TASS của Liên Xô hay Prensa Latina của Cuba, mà còn có các phóng viên đến từ AFP và Le Figaro của Pháp hay Kyodo của Nhật Bản. Tôi được biết là đoàn báo chí đầu tiên của quốc tế đến Quảng Trị là vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Vào trong đó thì nhân dân rất là phấn khởi và đón tiếp họ khi họ cần phải đến cái xã này, xã khác, xã A, xã B để mà đi thăm. Thí dụ như là thăm địa đạo Vĩnh Mốc ở Vĩnh Linh cũng là một cái chỗ mà rất là đặc biệt. Người ta xem là dân mình ở Vĩnh Linh chui xuống hầm sống như thế nào trong cuộc chiến tranh đấy, và họ đã sống và chiến đấu ra sao trên cái mảnh đất đầy bom đạn ấy, và là cái mảnh đất không người, mảnh đất tự do bắn phá của Mỹ ngụy. Thì như thế họ sống ở dưới lòng đất, đêm đến hay lúc nào cần họ mới lên mặt đất thôi. Thì những cái tin họ đưa như thế thì nó có tác dụng rất tốt, còn hơn, mạnh hơn hay có tính thuyết phục hơn cả những cái tin của chúng ta viết. Sân bay Ái Tử, những hình ảnh kiêu hãnh của quân đội Mỹ giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Đường băng đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tiến công của quân giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1972. Xác xe tăng ngổn ngang, cỗ máy chiến trường của Mỹ sụp đổ tại Quảng Trị, cùng với thất bại trong chiến dịch 12 ngày đêm đã buộc Mỹ đặt bút ký tại bàn đàm phán Paris. Nhưng khi chữ ký trong Hiệp định Paris còn chưa ráo mực, chính quyền Sài Gòn đã âm mưu phá hoại hiệp định, mở màn bằng các chiến dịch cắm cờ lấn chiếm tại Quảng Trị này. Làm thế nào để thế giới hiểu và tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh của ta giai đoạn hậu Hiệp định Paris là một yêu cầu cấp bách. Các nhà báo được chứng kiến cái phòng tuyến Bắc Nam Bara là thế nào. Họ tự do được quay phim, chụp ảnh, không ai ngăn cản họ. Thì cái này các nhà báo tôi cho rằng là họ rất là thích thú khi được chứng kiến những cái căn cứ Mỹ rất lớn như thế và đã nổi tiếng trên khắp thế giới trong những cái trận đánh trước đây mấy năm trước. Nhất là cái năm 72, mùa xuân năm 72 thì họ đã được chứng kiến cái sự thất bại của Mỹ trên cái chiến trường Quảng Trị rất rõ ràng. Chuyến hành trình năm 1973 ấy đã kết thúc tại đây, bờ bắc sông Thạch Hãn. Với những nhà báo nước ngoài, có thể đây là một chuyến đi mang lại những trải nghiệm mới. Còn với lịch sử dân tộc Việt Nam, đó là chuyến hành trình phải đánh đổi bằng hàng vạn sinh mạng của những người con yêu nước. Dù bờ bến hải giờ mới chỉ nối dài tới Thạch Hãn, nhưng không gì ngăn cản được những người lính này hướng về miền Nam. Một mảnh đất mang trong mình nỗi đau chia cắt của dân tộc thì càng khiến ước mong non sông liền một dải mãnh liệt hơn.